Em còn mấy cặp loa Bát 25, dòng loa bãi xịn, dòng loa full karaoke chuyên nghiệp, với tình trạng là zin nguyên bản từ thùng vách Bát Teppanten. Ở đây một dòng thương hiệu của Đức các bác nhé, và nó được sản xuất tại Trung Quốc. Nó làm theo công nghệ của Đức các bác nhé. Design in Germany. Đây là hàng xịn các bác nhé. Đây thì em cũng tháo luôn cả cái phần côn để quay các bác xem. Đấy, côn nó như JB luôn, đẹp lắm. Đây là dòng côn 44,5. Dòng này thì chất tiếng đi cực kỳ xa. Và bóng của nó thì như dòng loa của thằng Tây Ban Nha. Với mức giá ngày hôm nay thì em sẽ bán cho các bác mức giá xả kho nhé. Chỉ có mức giá là 5.500.000 một đôi thôi ạ. Đấy, loa này thì với giá hãng bán nó cũng đâu đấy, nó rơi tầm 17-18 triệu một cặp, không rẻ đâu các bác nhé. Đấy, các bác nhìn cái tem của hãng này. Tem xịn các bác nhìn, bên trong nó còn in chìm cái hình cái loa này, cái tép loa này, rồi là mã seri này. Đấy, nhìn cái tem nó đã biết là độ chất uy tín rồi. Và cái loa xịn thì các bác nhìn này, cái từ lăng châm của nó là đen sẫm nhá. Đấy, ngay kể cả những cái thép bích từ của nó làm đẹp lắm, sáng nét lắm. Cái côn anh em nhìn cái côn đã đủ biết rồi, đủ chất rồi đúng không ạ? Đây là một cái tên thương hiệu, nó toàn tiếng Anh thôi, em không biết đọc kiểu gì nữa. Phần tần của nó đây, phần tần thì quá gấu rồi. Đó, phần tần của nó thì cực kỳ là gấu nha, tụ toàn bộ tụ bạc. Và cuộn cán con này nếu mà tháo đồng ra ấy, thì cân vội ít nhất phải được hơn một cân đồng. Và dòng này thì bóng chống cháy nó có này, bóng chống cháy của tép nhá. Đây này, đó, các bác nhìn thấy chưa? Đây nhá, bóng này. Phần tần rất là gấu luôn. Bên trong là bông mút ma trận, thùng vách các thứ từ nước sơn, sơn của nó sơn sần nhá. Đấy, sơn sần, nước sơn còn nguyên, không có mông má gì cả. Có 5.500.000 đôi này thì các bác là quá là ngon luôn. Không tìm được ở đâu cái mức giá tốt hơn đâu các bác nhé. Cuối năm rồi, em xả hàng. Đấy, bao hay các bác, dòng này thì cực kỳ là hay luôn. Nhìn cái nhện đã biết độ chất đẹp rồi. Đấy, màng con này là màng chống nước nhé, gân vải tẩm dầu. Đấy, màng chống nước, gân vải tẩm dầu. Bát 25, quá chất đẹp. Xem công suất nào. Thùng của nó đây này. Thùng chắc chắn lắm. Hàng xịn, thùng nó đóng chắc lịch luôn. Đấy, công suất của nó là 300W các nhá. Công suất rất là gấu, Bát 25 nhưng công suất siêu kinh điển luôn. 300 này. Hoạt động liên tục là 600 này, và công suất có thể lên đến 1200W. Trở kháng là 8 ohm. Model con này là C10, loa Highway. Đó. Những cái dòng loa bãi thì nó đa số là nó sẽ bị tháo cái ốc ở đây nhá. Các bác nhìn cái nốt treo của nó chưa? Đây, cái nốt treo của nó trên trên treo tường. Đấy, thùng là thùng sơn sần nhá. Đấy, thùng sơn sần có nguyên bản, không có mông má. 5.500.000 cuối năm rồi, em xả hàng các bác.